Đất Xanh Miền Bắc đồng hành cùng chương trình. Hà Nội muốn vay hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ thực hiện tuyến môi trường số 3. Siết chặt quản lý môi giới thị trường bất động sản có minh bạch. Rà soát thống kê dư nợ cho vay bị thiệt hại do cháy rừng để hỗ trợ. Vừa rồi là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình Điểm tin 24 giờ ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố về việc đưa dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai vào danh mục dự án đầu tư từ vốn vay của chính quyền địa phương sử dụng nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Cụ thể, theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự án nói trên có tổng mức đầu tư dự kiến 1.752,78 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 40.576,86 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA dự kiến là 1.481,49 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 34.296 tỷ đồng, chiếm 84,5% tổng mức đầu tư. Vốn đối ứng ngân sách thành phố dự kiến là 271,29 triệu đô la Mỹ, khoảng 6.280 tỷ đồng, chiếm 15,5% tổng mức đầu tư. Dự án dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết nếu tính thêm phần vốn ODA dự kiến của dự án thì mức vay nợ của thành phố tại thời điểm năm 2021 vẫn nhỏ hơn hạn mức thành phố Hà Nội có thể huy động cho vay tối đa tại thời điểm năm 2020. Về kế hoạch trả nợ, theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự kiến dự án bắt đầu trả nợ vay từ năm 2026 sau khi hoàn thành xây dựng và hết thời hạn ân hạn từ 5 đến 10 năm. Việc trả nợ thực hiện theo chu kỳ 6 tháng một lần trong vòng 20 đến 30 năm tùy thuộc vào điều kiện vay của từng nhà tài trợ. Với số vốn đầu tư lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng, thu hút hàng chục ngàn cư dân đến định cư, thế nhưng hiện nay nhiều khu đô thị mới của Hà Nội vẫn không thể xây dựng trường học theo đúng quy hoạch. Cụ thể, tại khu đô thị Tây Nam Hồ Linh Đàm đã quy hoạch 6 ô đất để xây trường học. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có một công trình trường tiểu học hoàn thành đưa vào sử dụng. Còn 5 ô đất quy hoạch vẫn chưa tiến hành xây dựng công trình hoặc trong thời gian thực hiện điều chỉnh quy hoạch chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Khu đô thị mới Pháp Vân Tứ Hiệp cũng đã quy hoạch 6 lô đất xây dựng trường học, gồm 3 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông. Tuy nhiên, mới chỉ có 1 trường mầm non được hoàn thành, 1 lô xây trường tiểu học đang triển khai xây dựng, còn lại các lô đất khác đang vướng quy hoạch và vẫn chưa được triển khai xây dựng. Tại khu đô thị mới Việt Hưng, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD đã chuyển giao 5 khu đất trường học cho các nhà đầu tư cấp 2, nhưng đến nay mới chỉ có 1 công trình trường học hoàn thành công tác xây dựng. Theo đánh giá của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, sự chậm trễ trong việc xây dựng trường học tại các khu đô thị có nguyên nhân từ công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra giám sát của các sở ngành và địa phương có nơi có lúc chỉ đạo thực hiện chưa tập trung quyết liệt. Các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã nơi có khu đô thị chưa thường xuyên cập nhật số liệu, tình hình đầu tư xây dựng trường học trong các khu đô thị trên địa bàn, theo chức năng, nhiệm vụ quản lý được giao. Nhiều chuyên gia đã đưa ra nhận định cần siết chặt quản lý môi giới bất động sản để tạo ra sự minh bạch bền vững hơn cho thị trường bất động sản. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam thì khoảng 10% trong tổng số hơn 300.000 môi giới bất động sản hiện nay ở Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề. Việc thiếu kiến thức, không qua đào tạo của nhiều người môi giới là nguyên nhân khiến cho thị trường bất động sản phát triển thiếu lành mạnh, thậm chí là bị đẩy giá, thổi giá và gây ra tình trạng sốt nóng, sốt ảo ở nhiều nơi. Theo các chuyên gia, việc bắt buộc môi giới có chứng chỉ hành nghề sẽ tạo ra được một đội ngũ môi giới chuyên nghiệp, có kiến thức chuyên môn giúp cho thị trường bất động sản Việt Nam phát triển một cách bền vững. Do vậy, hiểu biết pháp luật và kỹ năng môi giới là hai yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ được coi là mạch máu của thị trường bất động sản. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, để làm được điều đó cần có biện pháp quản lý, đảm bảo hoạt động môi giới, tuân thủ các quy định pháp luật, đồng thời bổ sung thêm quy định về cấp mã số định danh, quy định bắt buộc ký hợp đồng ủy quyền đại diện giao dịch bất động sản với một nhà môi giới bất động sản có chứng chỉ hành nghề, đặc biệt phải nghiêm cấm hành nghề môi giới không có chứng chỉ.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn thành việc nghiên cứu xây dựng đề án an ninh kinh tế trong khu vực nhà ở và thị trường bất động sản, đảm bảo an sinh xã hội và trình Thủ tướng xem xét quyết định phê duyệt. Theo Bộ này, trong năm 2019, Bộ đã giao Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kế hoạch hành động năm 2019, trong đó có nội dung phối hợp kiểm tra, giám sát các địa phương trọng điểm trong việc triển khai các dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị, dự án bất động sản có quy mô lớn sử dụng nhiều diện tích. Đồng thời kịp thời chấn chỉnh xử lý các vi phạm quy định của pháp luật tại một số địa phương như Điện Biên, Quảng Ninh, Lâm Đồng. Bộ Xây dựng cũng cho biết đã hoàn thành việc xây dựng nghiên cứu đề án an ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, bảo đảm an sinh xã hội. Bộ đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký quyết định phê duyệt đề án. Ngoài ra tiếp tục thực hiện nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, văn bản quy định liên quan đến phát triển và quản lý công trình condotel, officetel và biệt thự nghỉ dưỡng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản số 5115 về việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cháy rừng. Theo đó, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2019, nhiều vụ cháy rừng xảy ra tại các tỉnh, thành phố miền Trung đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân. Để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, khôi phục lại sản xuất, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Bình chủ động nắm sát tình hình cháy rừng trên địa bàn, chỉ đạo các tổ chức tín dụng kịp thời rà soát, thống kê dư nợ vay bị thiệt hại do cháy rừng gây ra để thực hiện các biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn cho người dân phù hợp với các quy định. Trong quá trình triển khai, trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố và Ngân hàng Nhà nước để được xem xét xử lý. Thưa quý vị, chậm triển khai thực hiện 7 năm 6 tháng, khu đô thị mới Cao Xanh Hà Khánh B, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị yêu cầu dừng các giao dịch hành chính. Quan điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, công tác tái định cư phải được xem một cách toàn diện, không chỉ giải quyết nhà ở mà cần đảm bảo không gian sống phù hợp. Tái định cư phải gắn liền với thực hiện chính sách an sinh xã hội như đào tạo nghề. Phố Hồ Chí Minh là tập trung phát triển nhà ở xã hội với quy mô 20.000 căn để phục vụ cho đối tượng thu nhập thấp và các ở thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh rà soát, bố trí quỹ đất và sử dụng nguồn vốn ngân sách thu được từ các dự án nhà ở thương mại. Khu đô thị mới có nghĩa phục vụ nhà ở xã hội. Đô thị mới có. Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Quản lý Thị trường, thì toàn bộ sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng sẽ bị tịch thu và tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, Tổng cục Quản lý Thị trường đã kiểm tra đồng loạt 8 cơ sở kinh doanh các mặt hàng thời trang như đồng hồ, kính mắt, quần áo, túi xách tại chợ đầu mối Ninh Hiệp. Đây là khu vực chợ đầu mối có hoạt động kinh doanh rất nhộn nhịp. Tại thời điểm kiểm tra, đội 14 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện hàng ngàn sản phẩm giả tại chợ Sơn Long, Ninh Hiệp. Các sản phẩm bị làm giả nhiều nhất là quần áo. Các sản phẩm nhãn hiệu Dior chỉ có giá từ 50 đến 60.000 đồng một chiếc, được bày bán công khai tại hầu hết các cửa hàng ở đây. Đại diện nhãn hiệu này cho biết thậm chí các thiết kế mẫu mã size này cũng không phải của hãng. Không chỉ quần áo, các sản phẩm đồng hồ, kính mắt như là Chanel, Hub Dog, Dior giả cũng được bày bán với số lượng lớn, thậm chí được bán theo cân với giá chỉ từ vài trăm ngàn, trong khi sản phẩm thật ngoài thị trường có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như sự đồng hành của Công ty Cổ phần và Dịch vụ Đất Xanh Miền Bắc. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.